Tôi bảo em nha. Yeah, chúng ta sẵn sàng chưa? 5, 4, 3, 2, 1, vỗ tay! Sẽ không nhận ra từ nên là phải mở màn vào một cái bài khá là quen thuộc. Hôm nay là trong cái mini show này tên là 24 ngày trước 30 của Từ. Sắp à? Sắp chín này. Thường thì là trong một cái tuổi đời của con người thì ngày xưa thì Từ cứ nghĩ là 20 là mình bắt đầu sống, nhưng mà thực chất là 30 mình mới bắt đầu sống. Đúng không? 30 mình mới bắt đầu biết được những thứ mà mình tưởng là mình hiểu nhưng mình không hiểu. Và 30 là cái thời điểm mà mình reset lại tất cả những cái gì mình biết và cái gì mình chưa biết. Hôm nay cũng là một đêm mà Tường sẽ gửi đến quý vị những bài, không phải là những bài mà là
những đứa con bị từng bỏ quên. Tính tới thời điểm này đã có hơn 50 sáng tác của Tường được ra mắt ở công chúng, nhưng mà dường như là Tường biết là có những bài có những đứa con được quý vị ưu ái, ví dụ như Vết Mưa hay là Yêu Xa, là Mơ, là Em Ơi, nhưng mà có những đứa con không những khán giả bỏ quên nó mà mình cũng bỏ quên nó luôn. Vấn đề là nhiều khi là mình nhiều khi là mình viết quá nhiều và có những khi mình né tránh nó bởi vì mình viết quá nhiều lời và mình không thể thuộc được. Cho nên nếu mà mình hát thì mình sẽ phải học lại lời do chính mình viết. Bài hát tiếp theo cũng đối với Tường cũng là một bài hát nhiều lời, một sáng tác của Vũ Quốc Tường, viết vào năm 2017. Bài hát mang tên Buổi Sáng Bình Thường. Hôm nay thấy con ngựa giống là xin mời chứ cái nón nè. Thank you.
buổi sáng bình thường là một bài hát, một sáng tác mà Tường viết chính xác là những buổi sáng hồi năm những năm mà Tường 20 mấy tuổi. Ừ thì bây giờ Tường vẫn là cuối 20 mấy. Đó là một sáng tác Tường dành tặng cho những buổi sáng rất là bình thường của mình. Đi mua một ly cà phê, đi mua một ổ bánh mì. Và có những lần thì nếu mà là fan cứng của Tường thì biết Tường hay có cái chứng mất ngủ. Và Tường thì Tường nhớ là hồi xưa lúc mà Tường mất ngủ và sáng mà Tường không gặp cái bạn người yêu của Tường ấy, thì là nghĩa là đến mà không đúng giờ thì cũng bị giận. Không thông cảm cho bất kỳ một cái trường hợp nào mất ngủ, không ngủ được, suy nghĩ, suy tư, nói chung là không có ngoại lệ, nói chung là trễ giờ là coi như là hôm đó là một cái cực hình. Bởi vì là và cho nên tôi cũng không biết tại sao mà càng lúc thì Tường trong cuộc sống cũng như là Tường trong tình yêu, cái cuộc sống của Tường nó bình ổn hơn thời mà Tường 20 mấy rất là nhiều. Đặc biệt là tới thời điểm này, Tường cảm giác được cái sự 24 ngày trước 30 tuổi của mình bình yên, được yêu thương như thế này, mà mình không phải gồng mình lên chứng minh thật là nhiều là hãy yêu tôi đi, tôi đáng được yêu mà. Và càng gần hơn với cái mốc 30 thì mình mới hiểu được là cái từ hủ xạ tự nhiên hơn. Ngày xưa thì mình nghĩ là bắt buộc mình phải có một cái gì đó, bắt buộc mình phải luôn hot, bắt buộc mình phải luôn ồn ào. Có phải là như vậy hay không? Trên đường đi của Tường trong mấy năm, trong những năm trước, Tường luôn hỏi như vậy. Có phải nhất thiết phải đi con đường mà người khác đi thì mình mới có được khán giả của mình hay không? Thì tới bây giờ Tường có câu trả lời cho mình. Ngày nào mà mình đi đúng với giá trị của mình thì không sớm thì muộn, những người thấy match với cái giá trị của mình, họ sẽ đi cùng mình. Còn ngày nào mình nghĩ là mình bất an và mình nghĩ là không, mình phải khoác vô cái áo này, mình phải khoác vô cái áo kia, mình phải khoác vô cái giá trị nọ mà không phải là của mình, thì một lúc nào đó mình sẽ mất nó. Và Tường cũng mới nhận ra là những năm, những tháng ngày cuối cùng của trước khi 30, mình mới hiểu được đi là để đi, chứ không phải đi là để mình đến. Nói thì dễ nhưng mà làm thì cũng không khó, nhưng mà cũng không dễ. Và hôm nay là sinh nhật của TC. Ở đây Tường ngồi ở trong, Tường mới nghe mọi người nói, Tường mới biết. Chúc mừng TC, happy birthday TC. Happy birthday. Tường sinh trước năm nhưng mà về ngày thì sinh sau ngày. Tường rất là cảm ơn TC. Dường như là Tường nhớ có những cái ngày mà mình nhớ là Covid nha. Đã có những cái, không phải là có những mà là có một đêm mà chỉ có một vài người ngồi đây với Tường. Một vài người ngồi đây chỉ vì là không thể đến với nhau. Chứ nếu có thể thì họ đã đi rồi. Và khi mọi cái rào cản nó qua đi thì tất cả cũng vẫn có mặt ở đây với Tường. Cảm ơn quý vị. Sáng tác tiếp theo, cô Phú Cát Thò. Bài này cũng lâu rồi, từng chưa hát này.
và hát mang tên Trevor. Xin mời quý vị. Nhưng mà mãi đến tôi viết bài hát này vào năm 2012
Mà đến 2010, cuối năm 2013, Chover mới nằm trong album đầu tiên của Từ, Giải Mã, cùng với Đông. Bài hát tiếp theo nãy giờ mình chưa hỏi xoáy đáp xoay ha. Hai bóng ngày trước 30 có ai hỏi Từ gì không? Xin mời. Xin mời. Cho mình xin một cái micro cho bạn này. Cho mình một cái micro ạ. Xin chào. Xin chào mẹ. Chào em. Hôm nay hơi mất tiếng một chút. Không sao em ạ. Thì tầm hơn tiếng trước đây. Hơn một tiếng trước đây. Ok. Không, tôi biết dịch cho tất cả mọi người có thể nghe rõ. Thì mèo có đánh úp em. Em mèo có đánh úp. Ok. Bằng một thông báo. Bằng một thông báo. Ok. Những ai có lẽ mới biết được ăn cơm cùng mèo thì em muốn hỏi là mèo còn định bánh kem úp em bao nhiêu lần nữa từ ngày đến 12 tháng 10. Và cái thứ hai đó là em biết là có nhiều bạn em không thể đi giúp con chốt của mèo, vì sao thì mèo không biết. Ủa lỡ luôn tôi trời. Hỏi hộ à? Dạ, tại vì em có ở đó. Hỏi hộ. Dạ. Là liệu có một cái gì nào khác để cho em có thể sung tốt, sung vầy. Sung vầy. Đông đủ hơn. Ví dụ như phong meeting hay gì đó chẳng hạn. Tại vì em biết là có rất nhiều bạn một là chậm chân, hai là em đối kỹ thuật. À, là tại tôi à? Thay mặt chủ doanh nghiệp, alo, xin lỗi. Với tư cách là chủ doanh nghiệp, xin lỗi em. Dạ, con xin các bạn. Em à, rồi, em ở ngoài đó. À. Dạ vâng, thì có một dịp nào thì sau các bạn thì cũng có thể tham gia được cái câu. Chỉ thế thôi. Rồi, rồi, cảm ơn em. Em tên gì? Em tên Vũ Ngọc. Từ từ, mèo có còn nhớ em là em từng tỏ tình với mèo không? Tường nói thiệt với em là quá nhiều người tỏ tình cho nên là mình... Mèo ơi, em có hát một bài hát dành cho mèo ở hôm phân đi tìm. À rồi. Nhớ rồi, hôm nay em nhuộm cái tóc khá. Đúng không em? Dạ, tại vì đi gặp mèo nên em phải xinh ạ. Rồi. Cái điều đó là chính xác nha. Dạ. Đi luôn gặp là phải luôn xinh, ok? Xinh thì có được ôm đúng không hả? Ok em. Không có gì đâu, trời ơi, cái chuyện này ai đâu mà kỳ cục vậy. Rồi, cảm ơn em. Vũ gì? Vũ Ngọc ạ. Vũ Ngọc. Em cũng hay comment đấy mẹ. Rồi, Vũ Ngọc. Em họ Vũ hả? Wow. Cảm ơn em. Câu hỏi đầu tiên là đúng rồi, cách đây một tiếng thì không, thật ra là cái post đó Tường đã schedule trước. Một tiếng trước Tường có đăng trên fanpage của Tường là những ai mua hạng vé cao nhất VVIP của concert của Tường vào ngày 2 tháng 10 sẽ có ăn tiệc sinh nhật với Tường vào ngày trước đó, 1 tháng 10. Và câu hỏi thứ hai là em hỏi là bao giờ thì Tường hết đánh úp? Thì thật ra là câu đó là không có câu trả lời. Bởi vì Tường sẽ luôn đánh úp mọi người bằng những bất ngờ. Và tiếp theo nữa là có cái sự bù đắp nào hay không? Thì thật ra cũng tính đánh úp nhưng mà thôi em hỏi thì... Không, cho biết trước 50% là Tường đang... Nghĩa là Tường muốn là sau khi mà Tường ra những cái sản phẩm âm nhạc vào
cuối năm nay thì đầu năm sau maybe là chúng ta sẽ có những cái fan sign để mà mọi người ngồi với nhau đến với từ một cái dịp nhỏ nhỏ. Và sau đó có ai hỏi cái câu ngoài những cái vấn đề đánh thức này không ạ? Ở đây hả? Ở bên kia này khó quá, em xa thế, bây giờ bên đây đánh chiếm quá. Tí nữa từng qua đó nha, tí nữa từng qua đó. Đây em, rồi ai cũng mặc váy hết trơn ha. Đáng lẽ là cái website của Tường nên bán thêm váy. Mặc dù là Tường không có mặc nhưng mà. À, chào em tên gì? Dạ, Vũ Phân Diệu Linh. Diệu Linh. Ủa hồi nãy có phải sinh nhật em không? Không. Diệu Linh gì, happy birthday chị. Không, chị bán kia làm chị. À, happy birthday chị Linh. Nãy trong kia có nghe. Rồi, em hỏi đi bé. Tường ơi, máy thế mặc rồi, hoa thế mặc rồi, em chỉ thiếu nhất của Tường thôi. Tường xin phép đi nhau. Ai làm hát không? À, cảm ơn em bé. Không hết được. Đừng suối nè. À, hoa này em tự làm. Có thư tình đấy hả? Rồi, em ấy. Rồi, em có câu hỏi gì không? Không được. Bây giờ ông đại diện nha. Ông đại diện. Thôi bây giờ, từ cảm giác là cái buổi này nó mang tính lợi dụng nhiều quá. Tại vì là cái mục đích mình không được diễn ra, mà mình toàn phải là kiểu như bị mình dụ mình xuống dưới xong rồi làm cái chuyện khác. Tôi nghe cái câu chuyện này rất là nhiều ở trên báo, khi mà ai đó đặt ship á, tới đó bị bom hàng hoặc là trả hàng lại thì hàng này bị bom. Thôi mình hát tiếp nhé. Bài hát tiếp theo. Theo và sáng tác của Phan Khánh Thông và hát mang tên Come Back Home. Không được hỏi ha. I love you. Không rời xa đi mà em đã mong chờ. Anh vẫn thức đêm nay nhìn lá cành đang cay. Anh vẫn biết đôi khi anh chẳng nói để giữ chân em ở lại, nhưng lúc trong anh còn giận đang lớn. Năm giờ sáng đi qua.
Sống rất là lớn và mình thì quá nhỏ bé.
để có thể nói lên tiếng nói của mình. Nhưng mà mình phải có niềm tin, và mình không bao giờ đánh mất cái sự tự do được lựa chọn. Bởi vì khi mình để mình vào cái thế là chỉ có một đường lựa chọn thì mình thua rồi. Tường đã nhìn ra điều đó từ lúc 10 năm trước, khi Tường bắt đầu viết nhạc. Vì Tường nghĩ đến một ngày, Tường nghĩ đến một ngày là lỡ như lúc đó mình không thất tình mà mình vui rồi sao? Và mình kêu ai viết nhạc cho mình? Lỡ như người ta, mình không có nhạc vậy là thì mình không thể nào mình đứng trước khán giả của mình sao? Vậy thì mình phải học viết. Mình phải học viết để mình viết lên cái tâm trạng của mình. Mình không bao giờ để mình vào cái thế là người ta phải ép mình hát một cái bài hát nào mà đó không phải là mình. Và mình cũng luôn rất là thành thật với cái cảm xúc của mình. Thế thì 10 năm trước, lúc đó từ năm 2012, đó là lần đầu tiên mà Tường học viết nhạc. Để vì mình nghĩ tới ngày hôm nay nè, mình nghĩ tới 10 năm sau, mình sẽ được hát những bài hát mà mình viết, mình sẽ được nói những thứ mà mình muốn nói mà không ai ép mình được. Vì đó là những thứ thật lòng từ trong người. Thế thì khi mà Tường đứng trước 30, Tường cũng sẽ có những câu hỏi là 10 năm sau Tường muốn cái gì? Năm 40 tuổi Tường sẽ nói gì với chính mình? Năm 40 tuổi Tường nhìn lại quãng đường của những năm 30, Tường sẽ vui hay là Tường sẽ hối hận cái gì? Thì đó cũng còn là một câu hỏi mở. Vẫn còn thời gian để Tường lắng nghe bản thân mình. Nhưng có một điều mà Tường sẽ không thay đổi, chính là cái sự chậm chậm trải nghiệm của mình. Mình sẽ không để những cái thứ khác nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của mình. Hy vọng là 10 năm nữa không phải là 50 sáng tác mà là 100 sáng tác chẳng hạn. Để xem. Bài hát tiếp theo, một sáng tác của tôi, bài hát mang tên bài này cũng mới gần đây cũng hát lại này. Ngày hôm qua, bài hát của tôi theo phong cách R&B. Hôm nay giống như một buổi cập nhật nhạc của tôi. Chưa quên hết tiếng đồng hồ, chưa quên 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 chưa qu
để dành tới ngày 2 tháng 10. Ở đây có ai đi concert của Tường? Xin lỗi Hà Nội vì không nhìn nổi, không nhìn nổi với Sài Gòn, nhưng chúng ta cũng gặp nhau ở đây rồi đó. Bài hát tiếp theo bài nào mình lâu rồi mình chưa hát nhỉ? Ok, cho ban nhạc quản lý xin để mình hát. Bài hát tiếp theo, bài này đúng là rất ít hát và đây là lần thứ 2 từng hát kể từ sau concert Stardom của Tường. Hy vọng là Tường sẽ không quên lời. Không sao ạ, có những đêm á quý vị, tôi phải thành thật với quý vị là 1 giờ đêm tự nhiên thức dậy, xong rồi viết một bài, cái sáng thức dậy nghe lại không biết sao mình viết ra được nữa. Và mình nghe cái lời, mình phải trời, ở đâu ra cái lời này vậy? Nó luôn có những cái Tường hay gọi những cái đó là những cái lúc mà khoảnh khắc kỳ diệu mà mình được gửi tín hiệu và mình viết ra một cái thông điệp nào đó, một cái đề tài nào đó mà mình không có ý định trước đó. Và tease một chút xíu nhẹ về những cái sáng tác sắp tới của Tường. Về ngữ nghĩa, nó cũng là những cái đêm mà Tường được thức dậy nửa đêm và trầm tư, và tự nhiên mình viết lên những cái lời đó. Tường có nói cái ý đó trong trong một cái concert, trong một cái mini show ở Đà Lạt. Có một câu trong bài mới của Tường mà nó viết là: đứng giữa mất còn, thấy ta bé con, cô độc héo mòn. Hoặc là chỉ khi ngã đau, đứng trong hố sâu mới biết cúi đầu. Cũng có những câu như là câu gì nhỉ? Mình ti dầu mình quên. Ta che đậy đi những vết thương trước gió, vì sợ ai đó sẽ thấu rọi tâm can. Chúng ta luôn luôn có những bất an mà sợ người khác nhìn thấy. Còn cái người nào mà mình cho họ nhìn thấy, thật sự là mình rất là tin họ. Bởi vì mình không biết được một ngày nào đó họ sẽ dùng những cái nỗi đau của mình đâm ngược lại mình, đúng không? Và trong một cái xã hội mà cái niềm tin là cái thứ rất đắt giá, thì mình lại càng rất là thận trọng để trao đi cái niềm tin đó. Và một bài hát không liên quan tới những gì mà Tường nãy giờ nói, một sáng tác của Vũ Khắc Tường. Bài hát mang tên rất ít hát, This Love. Tôi mà quên lời là tại quý vị. This love, baby, this love.
bài này nó có một cái lý do nữa mà Tường là Are you okay? Okay. Một lý do nữa là thường một bài để mà ra được cái phiên bản cuối cùng mà quý vị nghe nhiều khi là Tường thử sửa một chục lần và mỗi lần là một cái lời khác nhau, và khi mà mình lâu quá mà mình không hát thì nó sẽ là lộn từ cái này qua cái kia cái gì vậy? Cái gì? Giới thiệu sản phẩm. Lộn tùm lum tùm la hết. Bài hát tiếp theo. Hiểu nghe là gì? Có người. Thank you, Pam.
Một sáng tác của Vũ Ngọc Tường. Bài hát gì thì ban tự chọn đi. Mấy ông đàn gì tụi hát đó. Thank you.
trên cao bay bằng thời gian nhé khó biết thương anh mình em với riêng anh trong đời nắng trên cao bay bằng thời gian nhé khó biết thương anh. Tường đang rất mong chờ bài hát này, bản phối mới của nó trong concert của Tường. Tường đang rất mong chờ. Trời ơi, cái gì vậy? Không nhá từ thời điểm này, ok. Cảm ơn chị. Cái gì mà bó hoa toàn mì ăn liền với yến không? Đây là hai cái thứ nó không có liên quan nhau, đúng kiểu là cái này ăn xong uống cái này vô cho nó lừa dối vậy đó. Tự nhiên cái bao tử của mình nó nóng cái xong cái mình phải để vào cái gì đó mát để mình lừa dối nó. Cảm ơn chị. Nhưng mà Tường không có đại diện cho cái này đâu, nên đừng có úp lên nha. Rồi, người anh em để trong kia luôn đi, em sợ nó hết. À, từ đây tới concert của Tường là Tường không có được ăn mì gói đâu, không được ăn mì gói. Hy vọng là hôm đó đừng có cái gì bay vô miệng Tường. Hôm đó Tường sẽ hát. Hả? Không, từ hát 50 bài, từ nằm đây luôn á. 30 tuổi, từ sẽ hát 30 sáng tác của mình. 30 trong số 50 thì thôi cũng được ha. Chắc chắn là có sáng tác mới chứ. Chắc chắn là có sáng tác mới. Và hôm đó là những khán giả có mặt ở đó sẽ là người đầu tiên nghe và những sáng tác mới của Tường. Không có gì đâu, trễ một tí thôi. Bài hát tiếp theo, một sáng tác của Vector. Wow, mình hát bài gì đây quý vị? Oh yeah. Một sáng tác của Vũ Cát Thông và hát mang tên Niềm Yêu Khác. Có thu sáng không? Xin mời. Người ta không biết là gì. Thank you.
Chia sẻ thì những năm 30, gần tới 30, có rất là nhiều những định nghĩa mà trước đây Tường nghĩ nó rất là to lớn và nó đã thay đổi trong Tường. Những cái định nghĩa đau to búa lớn như là ước mơ hay là sứ mệnh hay là mục tiêu, nó trở nên bình thường hơn. Bình thường hơn không có nghĩa là mình là một người sống mà không có mục tiêu, nhưng mà mình đơn giản hóa nó lại. Trong cái post đó Tường có ghi là thật ra càng lớn thì mình sẽ càng hiểu là mình muốn có một cái gì đó, mình đặt mục tiêu cho một cái gì đó chỉ đơn giản là bởi vì mình chưa bao giờ được trải nghiệm cái điều đó. Ví dụ một người chưa bao giờ cầm 1 triệu đô trong tay thì họ sẽ muốn có được 1 triệu đô đó, để xem coi là cái người mà có trong tay 1 triệu đô họ sống như thế nào, cảm giác nó như thế nào, họ qua những cái gì. Hay là đơn giản hơn là có những người họ chưa bao giờ có một cuộc sống được tự chủ, ngày nào cũng đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Họ muốn cảm giác làm chủ cuộc sống họ như thế nào, nhưng mà khi họ làm chủ cuộc sống họ mới nhận ra là họ làm việc 24/7 chứ không phải là còn từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho nên là, và thật ra khi mà mình cứ đuổi theo tất cả những cái ước mơ, tất cả những cái mục tiêu, thì đến lúc đó mình thấy lúc đó nó cũng không có gì hết. Khi mình chỉ thấy nó lấp lánh, lung linh, hào nhoáng khi nó ở xa mình thôi. Chứ còn khi mà mình có cái điều đó rồi thì cái thứ mà mình nhận ra nó khủng khiếp hơn, đó chính là trách nhiệm mà mình đi cùng với cái đó. Tường tin là ông trời, hay Tường hay gọi là vũ trụ, luôn luôn biết đặt để ai sẽ cầm tiền nhiều và ai sẽ cầm tiền ít. Bởi vì cái người mà cầm tiền nhiều, họ phải chịu trách nhiệm phân phát đi cho những người khác. Và cái trách nhiệm đó rất là lớn. Có những ông chủ mình cảm thấy là ông làm chủ cả một tập đoàn, ai nhìn ông cũng thấy là ông là rất là cao, nhưng mà đâu biết là ông đang nợ đầy người và cũng phải nuôi hàng ngàn gia đình. Cho nên càng lúc những cái suy nghĩ về mục tiêu, về ước mơ của Tường nó đơn giản hơn. Mình nghĩ là nếu mà mình mong ước càng đơn giản thì mình sẽ thấy hạnh phúc nó ngay trước mắt mình. Còn nếu mà mình tới đó mình mới vui, nếu như mình đạt được học sinh giỏi mình mới vui, và bây giờ mình học sinh khá mình vui không, mình cũng vui đi. Mình vui đi bởi vì có những đứa nó không trải nghiệm được cái cảm giác học sinh khá của mình. Và có những lúc mà, có nghĩa là mình hạnh phúc với những gì mình đang là, chứ không phải là mình muốn là, thì mình sẽ cảm thấy mọi thứ nó rất là đơn giản. Vì có những người, bây giờ mình thất tình thì người đó cũng đâu có trải nghiệm, mà những cái đứa mà nó yêu một lần nó lấy luôn không bao giờ có. Cho nên là mình có những thứ mà người khác không có. Chưa chắc cái người đang đứng ở trên cao khỏi đám đông, dưới chân là đỉnh núi, trên đầu là trời rộng, họ vui đó. Họ vẫn mang trong mình rất
là nhiều gánh nặng. Nhưng mà người khác nhìn vào họ thì muốn giống như họ. Cho nên Tường nói là ước muốn và mục tiêu thật ra chính xác là nó rất là cá nhân. Bởi vì nó chỉ đơn thuần là những trải nghiệm mà mình chưa có, mà mình ước có. Nhưng mà khi mình có rồi thì mình thấy bình thường. Và thậm chí là Tường hay nói với các em của Tường ở nhà là đừng có vì một cái trải nghiệm nào mà đánh đổi hết tất cả. Bởi vì cuối cùng nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Ngày hôm nay top 1 trending thì có một khoảnh khắc đó thôi. Tại sao vì một khoảnh khắc đó mình phải đánh đổi tất cả? Trong khi một con đường dài, mình vui với bao nhiêu đây con người. Mình vui không? Mình vui chứ. Mình quá vui. Và ngày nào mình cũng được sống như vậy, mình có vui không? Mình rất vui. Mình rất vui. Sau này chưa chắc là khi mà mình sống giữa hàng ngàn người gọi tên mình, chưa chắc đã còn được những cái giây phút mà Tường ơi cho em ôm Tường một cái, hay là Tường ơi cho em tặng Tường một bó hoa. Có khi nó không còn được cá nhân như vậy. Cho nên không bao giờ Tường vì một trải nghiệm, một cuộc vui ngắn hạn nào đó, một mục tiêu ngắn hạn nào đó mà Tường đánh đổi tất cả. Không đáng, không đáng. Và Tường luôn tin một điều rằng tất cả những gì chúng ta trải qua đều có ý nghĩa, đều có lý do của nó. Ngày hôm nay nếu như mà Tường không cảm ơn những cái lúc mà khi mà mình còn ngồi trong phòng lab, thì những bạn đồng trang lứa The Voice của mình ấy, họ đã đi hát rồi, họ đã có bài hit tất cả các thứ. Nhưng mình vẫn còn ngồi trong đó. Mình làm từng cái mạch điện, từng học kỹ thuật y sinh, từng làm từng cái đồ án mình tốt nghiệp. Và mình hứa với bản thân mình là cố lên, kiên nhẫn một chút nữa, kiên nhẫn một chút nữa thôi. Thì những năm tháng đó mình đã được đền đáp. Cho nên mình enjoy từng cái khoảnh khắc mà mình đi, nó sẽ vui hơn là mình tới đó mình mới vui. Nhiều khi tới đó nó không có gì chứ, nó chỉ có những cái ảo tưởng của mình. Và đó là điều mà Tường đã nhận ra những năm 30 của Tường. Và Tường rất là mừng vì có những lúc trong những năm 20 Tường cũng không thấy câu trả lời, nhưng Tường cũng không đánh đổi. Nghĩa là khi mình không phải câu trả không phải câu hỏi nào mình cũng có câu trả lời. Không phải lúc nào mình hỏi một câu gì đó, khi mình hoang mang mình có câu trả lời. Mình sẽ không có câu trả lời liền. Mà thông qua những trải nghiệm của mình, câu trả lời mới mở ra từ từ. Nhưng mà không vì vậy mà mình làm bậy, không vì vậy mà mình đánh đổi. Mình cứ đi, mình cứ đi. Có một câu mà Tường viết trong sáng tác của Tường, sáng tác mới của Tường, để Tường nhớ. Đứng giữa tâm một mình, nhưng trái tim ta đang tỉnh như không. Nhắm mắt ta để nhìn thấu những thứ xáo động bên trong. Nhắm mắt nhưng mà lại nhìn thấy. Tỉnh, động và tỉnh. Tôi cũng đang rất là tò mò, không biết mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, mỗi một cái giai đoạn qua đi của Vũ Cát Tường thì Tường sẽ dùng âm nhạc để ghi lại bằng cách này hay cách khác. Bài hát tiếp theo của sáng tác của Phương Khai Thong là gì nhỉ? Cái gì chị? Gói cái gì? Gói à? Cái macaro phân à, em đang giữ đúng không? Chào chị.
Mèo ơi thì hôm nay thì chị cũng hỏi gì, chị có hai điều là chị lại không hỏi gì. Chị có hai điều muốn nói về cả Mèo thôi. Dạ. Cái thứ nhất là ngày hôm nay của cách đây 6 năm thì chị xin khai trương và Mèo hát cái buổi khai trương đó. Dạ. Em cắt tường mà nên là khai trương thì. Ở đây có ai branding khai trương ở book em hát không? Và ngày hôm đấy thì chị nhớ là chị book giúp hết em là 72 người ở khu vực này. Vâng. Và suốt từ đấy đến bây giờ là 6 năm rồi thì em vẫn luôn ngồi ở này. Tất cả mọi người đều ở bên tường. Xin cảm ơn chị. Bye bye. I love you. À, đấy là ngày 9 tháng 9 năm 2016. Wow. Và cũng là sinh nhật của người đặc biệt là Bo. Happy birthday to you. Hôm nay sinh nhật Bo luôn. Là một người mà theo tường từ khi mà tường hát The Voice. Và một mình thôi đi các quán cà phê như là Lục Thủy rồi rất nhiều các quán cà phê khác đấy, đi một mình không, mà nhớ mà gặp Bo là ở không phải ở Thụy Sĩ, đúng rồi, ở một cái nơi mà ngay đúng rồi theo tưởng rất lâu rồi. Thì cũng mong muốn là ngày hôm nay tưởng hát gặp Bo bài hát Come on người anh em, không có gì. Không, thằng An không gì. Đấy là bài Ticket for Two. Ticket for Two. Bởi vì là sắp tới là concert của Tường thì hai người cùng đi. Tuy nhiên là có một cái hơi buồn một chút là cái cuộc chiến nhân phẩm đấy các bạn bo được chưa? Không sao đâu, mọi người có mặt ở đó là Tường rất là vui. Và chúc cho rất nhiều ngày 9 tháng 9 của các năm nữa Tường vẫn tiếp tục hát ở đây và FM vẫn tiếp tục ngồi ra dọn trong đường ủng hộ Tường. Cái này thì cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Wow. Nào, một bài tặng cho anh nào. Nào, lau nước mắt đi. Này vui thế. Còn ông đừng ăn khóc gì nhé. We had a ticket for two to go somewhere. Maybe only for two. I love when it's just you, 'cause nothing can compare to the things that we do. Hey, the morning,
cho em một bài. À, bài hát tiếp theo, một số nó của vũ kết thô. Hỏi thăm. Biết rồi. Bắt đầu chưa? À, có bài này, có bài này mọi người sẽ thích này. Bài nào có bài? Mệt lắm. Tại anh đẹp trai, đơn giản thế thôi. Cái giọng vừa trai vừa gái.
À, không, không thể đánh đổi giọng này được. Rất là biết ơn. Và còn cho mình một cái cũng có thể nó là một cái duyên, một cái duyên để mình đứng trên sân khấu. Mình hát có người nghe, mình nói có người đồng cảm, mình viết có người bắt gặp họ trong đó. Từng biết rất là nhiều những con người họ tài năng, họ có được cái khả năng viết rất là hay, họ rất là sáng tạo. Nhưng bằng cách nào đó cái thời khắc của họ chưa tới, họ chưa được đón nhận. Nhưng không có nghĩa là họ dở đâu, bởi vì thời khắc của họ chưa tới. Và thời khắc là cái thứ mà Tường hay nói đi nói lại, và Tường luôn nhắc bản thân mình, luôn nhắc bản thân mình. Và trong tiếng Anh nó có một câu là "This too shall pass", cái này rồi cũng sẽ qua thôi. Dù có quá lên như thế nào, rồi nó cũng qua thôi. Cho nên là nếu mà mình cứ níu kéo đó, thì khi nó qua mình rất là khổ. Như người nào mà họ đang ở đứng ở trên cao. Cho nên Từ rất là biết ơn vì mình không phải là quán quân mà mình là á quân. Rất là vui đúng không? Rất là thích cái cảm giác là không có áp lực gì cả. Mình đi con đường của mình, mình vui với những gì mình đang có. Và mình chưa bao giờ thấy là mình trên đỉnh cả. Bởi vì nó luôn là một đường đi, đường đi, đường đi. Nó luôn là những trải nghiệm, không cái này thì là cái khác. Nhưng mà mình luôn nhắc nhớ mình là "This too shall pass". Dạo này ở trên TikTok hay là ở trên mấy cái video nhỏ nhỏ trên Facebook, mọi người có xem không? Nó recommend có mấy cái video mà ghi là cái diễn viên này 50 năm trước họ như thế nào đó. Sao mấy anh, mấy chị đẹp quá, sao mấy cô, mấy chú quá, chị đẹp trai, đẹp gái. Thật sự là mình không thể tưởng tượng được khi mình nhìn họ bây giờ so với 50 năm trước của họ. Họ quá đẹp, họ là minh tinh. Thì mình nhìn mình cũng giống vậy thôi. Ý là, không phải là mình đẹp, mà ý là rồi mình cũng sẽ già đi. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi cái sức lực, cái sức mạnh của thời gian. Nhưng mà chính vì thời gian nó rất là lặng lẽ, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mình không nhìn thấy cái sự tàn phá khủng khiếp của nó cho đến khi 50 năm sau mình nhìn lại. Cho nên Tường mới bảo là làm gì cũng được, nhưng mà hãy sống mỗi ngày. Hãy sống mỗi ngày. Sao cũng được, có thể đi chậm một chút cũng không sao, nhưng hãy đi. Và có những cái khúc mà những cái, thật ra là Cờ Tường cũng có những idol thầm lặng ấy. Trong cuộc sống của mình gọi là cái thời trẻ mình biết tới họ. Nhưng mà đúng là khi nhìn họ đã 50, 60 rồi, mình không biết được của Cát Tường 50, 60 sẽ như thế nào. Nhưng mình phải chắc chắn rằng mỗi một năm qua đi, mình không hối hận về những bước đi của mình. Và hát tiếp theo, một sáng tác của Phương Khen Thông. Bài gì đây? Nãy giờ từng hát mấy bài rồi nhỉ? Hai bài. Mới có hai bài. Wow, hết trơn rồi. Chưa, đã hết đâu. Thật sự là hết rồi. Không có trong cái list này. Thế thì đấy là mèo. Bây giờ mình hát một bài nữa rồi mình kết xô nha. Mấy giờ rồi mọi người ơi? Trời ơi, gần 12 giờ rồi, ngày mai không ai đi làm à? Trời ơi, anh kia ngu nữa sao? Mai chủ nhật mà. Mai thứ bảy. Mai trung thu. Mai đi chơi trung thu nữa. Lớn rồi.
Thôi nhá. Này, đàn cho anh một cái bài đi. Anh chọn bài gì đấy cũng được. À, Planet E đúng không? Rồi, thôi cảm ơn các anh đi. Một lần nữa cảm ơn các anh. Một tràng pháo tay cho các anh. À, Tường xin hát. À, được rồi. Cảm ơn các anh. Các anh còn ngồi đây là còn yêu cầu đấy. Các anh vào đi, bây giờ em có gì em chơi đó. Một sáng tác của Tường. Bật nhạc đi em. Planet E. Lần này Tường sẽ hát. Một sáng tác của Tường ạ, một sáng tác tiếng Anh mang tên là Planet E. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nghe lạ dữ, người ta thấy bài mình viết không trời. Trong mơ.
ngủ không?